Rồi, xin mời các bạn xem cuộc chiến giữa lính bộ binh và người nhện. Đó. Ồ. Hai anh tiến gần nhau rồi. Người nhện có vẻ bắn rất là hăng say, nhưng lính bộ binh thì rất là điềm tĩnh, vừa bò vừa bắn. Có vẻ như quỹ đạo của hai anh có bị chặt hướng rồi. Chắc phải bò một vòng mới quay là bắn được. Người nhện đang dí theo lớp bộ binh, từ từ đuổi bắt đầu. Nó có vẻ như anh bộ binh bò rất là nhanh các bạn à. Bộ binh được trang bị rất là những vũ khí rất là tối tân. Người nhện nữa cần mẫn siêng năng. Người nhện bây giờ là coi như không còn dăn cơ được rồi, chỉ có cầm súng bắn thôi, đụng đâu bắn đó. Wow. Nhờ cái màn lưới bùn được cỏ nhận dạng, được rồi.